Phần tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu về cái những cái hiệu ứng còn lại ở trong menu effect phần stylist. Ở phần này thì buổi trước chúng ta đã giới thiệu về draw shadow, nhưng trong này thì còn một số thứ như feather, inner glow, outer glow, round cotton và scribble. Thì thực ra thì phần lớn các cái hiệu ứng ở trong cái menu effect stylist này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó tương đối giống như là những cái hiệu ứng nó thuộc về layer style ở bên Photoshop. Tuy nhiên là cái thao tác làm việc ở trong này thì nó cũng có một vài cái khác biệt nhỏ nhỏ, và đặc biệt có cái phần hiệu ứng scribble này thì nó là một thứ mà rất là đặc biệt ở trong Illustrator, chứ Photoshop không có, và cái đối thủ của nó là CorelDRAW không có cái này. Thì chúng ta sẽ giới thiệu nhanh tất cả những cái hiệu ứng ở trong cái nhóm stylist này. Thì hôm trước thì chúng ta đã làm quen với lại một cái hiệu ứng đầu tiên ở trong nhóm là cái hiệu ứng draw shadow. Thế để thực hiện thì chúng ta chọn đối tượng vào effect, vào stylist và chọn draw shadow. Khi chúng ta thực hiện thì chúng ta có một số các cái tham số có thể điều chỉnh như sau. Một là mode, thì phần này nó được đặt sẵn là chế độ multiply. Phần opacity thì là mặc định là 75%. X và Y offset là để điều chỉnh cái bóng khi mà tạo ra thì nó lệch so với đối tượng gốc là bao nhiêu point. Blue là cái phần viền của cái đối tượng, và khi mà đổ bóng thì nó sẽ sắc nét hay là nó nhòe. Ở đây thì chúng ta có thể chọn được màu bóng. Màu bóng thì mặc định nó là màu đen. Cái này thì rất là hợp lý, tại vì bóng được sinh ra khi mà chúng ta có một cái sự chiếu sáng và khuất sáng, cho nên là cái bóng nó màu đen thì là mặc nhiên. Nhưng tuy nhiên là các bạn có thể là tạo ra một cái bóng khác. Đây, ví dụ chúng ta bấm preview để xem nó tạo ra cái bóng như thế nào. Đây, bóng được tạo ra. Ví dụ như là tôi có thể đặt cho nó xa ra. Đấy, bằng cách là thay đổi các giá trị X và Y offset thì chúng ta có thể làm cho bóng và cái vật này xa ra hay gần lại. Phần blue này thì các bạn để ý là cái biên viền của nó đây này, ở cái bóng. Nếu như mà chúng ta để con số này càng cao thì cái biên của nó sẽ rất là mờ. Đấy, không rõ ràng. Thì chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái biên bằng cách là thay đổi cái tham số ở trong phần blue. Thế còn color thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể thay đổi một cái màu bóng, thay vì màu đen mặc định thì chúng ta có thể là thay đổi cái màu bóng cho nó. Thế còn là phần mode này, multiply, thì chúng ta sẽ quan sát nếu mà cái bóng đổ lên trên một cái nền trắng thì cũng sẽ không có gì xảy ra nhiều. Tuy nhiên cái chế độ bóng đổ này nó sẽ khác biệt đi khi mà chúng ta thay đổi cái chế độ. Ví dụ thay vì multiply mà chúng ta lại chọn các cái chế độ như là screen, thì rõ ràng các bạn sẽ chỉ nhìn thấy được cái bóng ở phần trắng này mà các bạn sẽ không nhìn thấy bóng ở trên cái nền màu vàng này đó. Đấy. Hoặc là overlay. Bằng cách là thay đổi những cái này thì khi mà cái bóng đổ lên một cái đối tượng khác, nó sẽ cho các cái hiển thị tương đối là khác nhau tùy theo cái chế độ blending mà các bạn chọn là cái gì. Lại còn tùy theo cái màu bên dưới nó là cái màu gì mà nó hiện lên hay là không hiện lên. Đấy. Nhưng mà thông thường thì các bạn sẽ thấy rằng là nó để sẵn cho chúng ta ở cái độ là multi. Đấy, thì hầu như là trong trường hợp để multi thì đặt trên nền cũng thấy, mà đổ lên vật khác cũng thấy. Và đây là chế độ mặc định. Thế thì cái phần mà đổ bóng thì nó tương đối là đơn giản như vậy. Thế và cái hiệu ứng như hôm trước chúng ta đã nói là nó hoàn toàn có thể là tắt hay bật hiệu ứng đó. Hoặc là bấm vào cái tên hiệu ứng ở trong cái cửa sổ Appearance này để chúng ta truy cập vào, chúng ta thay đổi, chúng ta chỉnh sửa tham số, thay đổi kết quả, hoặc là chúng ta có thể lôi kéo thả vứt cái hiệu ứng này vào thùng rác và hủy bỏ nó đi.
Thì đấy là hiệu ứng drop shadow hôm trước có nói rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ giải thích kỹ hơn một chút. Hiệu ứng thứ hai ở trong nhóm này là phaser. Phaser thì nó sẽ làm mờ cái biên của cái đối tượng đang được chọn. Đây tôi nhấn preview, các bạn quan sát. Chúng ta phóng lớn cái hình lên nhé. Effect Stylist Feather. Khi tôi nhấp nút Preview thì các bạn sẽ thấy là cái biên này sẽ được làm trong đi, mờ đi, và thực ra là nó trong. Đây chúng ta sẽ có không phải là trắng đâu nhé. Chúng ta nhìn ở trên nền trắng này thì chúng ta bảo có vẻ như nó tô màu trắng vào, nhưng mà thực tế ra là nó làm trong đi đấy. Tại vì các bạn nhìn đây này, khi tôi đặt nó trên một cái nền màu khác thì chúng ta sẽ thấy là nó trong, và tôi có thể nhìn xuống, xuyên xuống, và tôi thấy được cái đối tượng màu vàng nằm bên dưới nó đấy. Thì feather này các bạn gán bao nhiêu thì nó sẽ làm mờ biên, đổ từ bên cạnh vào nhiều bấy nhiêu đấy. Gia giảm đến đâu thì nó sẽ thể hiện đến đó. Và tất nhiên không muốn nữa thì chúng ta lại có thể bấm chọn vứt nó vào trong ra. Đấy, feather thì đơn giản vậy thôi. Tiếp nữa chúng ta có inner. Inner thì bóng lúc này là nó không phải là đổ ra phía ngoài mà nó đổ vào phía trong. Các bạn quan sát, bật preview thì chúng ta sẽ có cái bóng thể hiện như sau. Đây nhấn preview bóng như này. Bây giờ tôi cho nó lớn lên một tí nhé, 20 đi cho nó dễ nhìn. Thế nhưng mà ở đây thì nó có hai chế độ cơ chứ không phải là một, center và edge. Nếu mà tôi để cái edge này thì nó sẽ đổ cái bóng này, đổ cái quầng hào quang này, đổ quầng ánh sáng này ở biên đấy. Tham số cái phần blue này là bao nhiêu thì nó tính từ biên nó hắt vào bên trong tâm bấy nhiêu. Thế còn nếu mà chúng ta lại chọn nó là center thì nó lại thành cái gì? Center thì nó sẽ đổ bóng vào đúng tâm, và cái phần mà nó chừa lại là cái phần ở ngoài cạnh, ngoài rìa của đối tượng. Thế và chúng ta có thể đổi màu này, chúng ta có thể đổi chế độ này. Đấy, ví dụ tôi không thích màu này nữa, tôi chọn cái màu vàng chẳng hạn. Thế đây, xả cái inner glow nó sẽ cập nhật cái này. Đó. Thế còn chế độ thì cũng giống như là vừa nãy, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà tôi chọn các chế độ khác nhau thì nó cũng sẽ cho kết quả khác nhau, và mặc định thì nó để ở chế độ screen khi mà nó sử dụng cái chế độ hiệu ứng là inner glow như thế này. Đây kết quả các bạn nhìn, đây là center đó. Còn nếu mà tôi chọn edge thì này, kết quả như thế này. Không thích nữa, xóa bỏ nó đi. Tiếp nữa, sau inner thì chúng ta sẽ có một cái là outer glow. Outer glow thì bóng nó đổ ra phía ngoài đối tượng. Đây preview, hay là thực ra không phải bóng, nói chính xác gọi là cái quầng sáng, đúng không? Quầng màu nó sẽ đổ ra ngoài, muốn đổ màu gì chọn màu đó. Mặc định ban đầu thì nó cũng cứ đặc trưng là màu đen. Thế còn các bạn thích màu gì thì các bạn sẽ đặt màu đỏ. Đây, quầng sáng đổ ra ngoài. Mốt cũng là screen. Thế còn screen này nếu mà đổ xuống nền trắng thì ok, các bạn nhìn rất rõ. Còn đặt lên trên một cái khác, muốn cho nó rõ hay là không thì còn tùy thuộc vào cái màu bên dưới là cái màu gì. Chế độ là chế độ nào thì các bạn
sẽ tùy ý mà chọn để cho nó hiển thị được hay không hiển thị được ở trên các đối tượng phía sau. Đấy. Nếu đặt ở Manti thì các bạn sẽ nhìn thấy được trên cả nền trắng lẫn các đối tượng khác. Còn các chế độ khác thì có cái lên, có cái không, tùy vào nhu cầu và các bạn sẽ chọn một cái chế độ phù hợp. Nhìn chung thì cái này nó cũng rất là dễ. Đó. Inner này, round có nhé. Thì cái này lại là một cái khác. Đây các bạn quan sát, đây là một hình chữ nhật. Đó. Và góc của nó là góc vuông. Tất nhiên là hình chữ nhật bây giờ nó đã được bổ sung cái tiện ích là để cho chúng ta có thể là bấm vào cái điểm điều khiển này, chúng ta bo, chúng ta xử lý cái góc. Tuy nhiên nếu như chúng ta sử dụng cái effect này thì chúng ta cũng làm được những cái điều chỉnh cho cái góc như thế. Ví dụ như là các bạn sẽ thấy là khi tôi chọn cái hiệu ứng thì bảng thoại raw này nó mở ra và có một trường radius này cho phép chúng ta nhập các tham số vào đây. Bằng cách nhập tham số sau đó nhấn preview thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ bo cái góc cho đối tượng. Nhấp OK để chấp nhận cái tham số mới. Tất nhiên bây giờ tôi không phải làm bằng cái hình chữ nhật nữa, tại vì bảo hình chữ nhật là dùng cái kia cũng được đúng không? Tôi có thể dùng một hình bất kỳ, không phải là một hình hình học cơ bản. Đó, bây giờ tôi có một cái hình tự tôi vẽ vào effect, vào stylist, vào raw nhé. Đây. Thì nó sẽ giúp chúng ta là bo các góc theo tham số mà chúng ta yêu cầu. Thì có nhe này thì nó làm rất là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà tất nhiên những cái hiệu ứng như này thì các bạn hãy nhớ giúp tôi là ở trong phần hiệu ứng, bây giờ không nói cụ thể là trong nhóm stylist hay là cái raw có nhe này, mà chúng ta cũng phải nhớ rằng là trong phần effect thì các bạn thấy là nó chia ra làm hai khu vực. Một khu vực phía trên thì nó gọi là Illustrator Effect, tức là những cái hiệu ứng dành cho Illustrator, hay là nói một cách cụ thể hơn là dành cho những cái dạng đối tượng vector. Đấy. Thế còn ở phía dưới này thì chúng ta có một cái nhóm nó gọi là Photoshop Effect, và chúng ta thấy rằng là nó mặc định đây vốn là những cái hiệu ứng hay là vốn là những cái bộ lọc mà dành cho Photoshop, dành cho dạng đối tượng bitmap. Tuy nhiên nó chia ra như thế không có nghĩa rằng là cái phần Illustrator Effect là chỉ có thể làm được với lại các cái đối tượng vector mà không làm được với bitmap, và ngược lại cái phần hiệu ứng Photoshop Effect ở dưới không có nghĩa là nó chỉ làm cho ảnh mà vẫn có thể làm cho vector. Cái đại diện rất là rõ thì hôm trước mà chúng ta đã sử dụng cái gì nhỉ? Chúng ta sử dụng cái blue, dùng Radiant Blue này để làm cái giả lập màu tô chuyển theo kiểu Polygon rồi đúng không? Chúng ta rõ ràng là áp dụng một cái Photoshop Effect cho một nhóm đối tượng vector chúng ta vẽ ra. Nào, thì bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp sang trường hợp đặc biệt cuối cùng ở trong cái nhóm. Đó là gì? Đó là trong stylist này chúng ta có một cái cực kỳ đặc biệt, đó là Scribble. Scribble này thì nó sẽ là một cái mà nó chuyển thể một cái đối tượng của chúng ta, thì nó có hai thành phần, một là bề mặt chúng ta gọi là fill và hai là stroke là đường viền. Thế nhưng mà thay vì bây giờ là thể hiện một cái gì đó bằng cái tính chất vốn có của nó là fill, thì một đối tượng khi được sử dụng Scribble này nó sẽ biến đổi thành một cái dạng như là đường viền. Đây các bạn quan sát này, chọn đối tượng này, nhấp chọn Scribble này, nó sẽ mở ra cho chúng ta một cái bảng thoại Scribble Option. Chúng ta sẽ nhấn Preview để xem trước luôn là cái hình này trông nó như thế nào. Đây, các bạn sẽ thấy là nó có cực kỳ nhiều tham số, và khi chúng ta thay đổi cái tham số thì chúng ta sẽ thấy một vài điều xảy ra như sau. Đầu tiên là Angle. Angle thì là cái góc chéo của cái hiệu ứng. Chúng ta xoay cái góc độ bao nhiêu bằng cách là bấm vào cái sơ đồ này, hoặc là các bạn bôi đen và các bạn gia giảm tham số ở đây thì nó sẽ thay đổi trực quan luôn cho đối tượng. Path Overlap. Đây, chúng ta sẽ có 3 chế độ. Đó, Center, Inside và Outside.
bằng cách là thay đổi cái này thì chúng ta sẽ thấy là cái hiệu ứng này nó co vào phía trong tâm hay là nó đẩy ra phía ngoài. Variation thì chúng ta sẽ có các chế độ là ở đầu này là none, ở phía đầu này là while. Khi tôi kéo cái này thì nó cũng sẽ làm cho cái hiệu ứng này mở rộng ra. Cái line option thì đây các bạn sẽ thấy nó tác động trực tiếp tới cái đối tượng mà thay thế. Thay vì là tô một mảng rất đều thì các bạn sẽ thấy nó làm giống như là cái thao tác chúng ta tô màu ấy, đúng không? Tô có bao giờ chúng ta tô kín được một diện tích không? Không bao giờ cả. Chúng ta cầm một cái bút màu, chúng ta cầm một cái sáp màu để tô vào một diện tích nào đó thì chúng ta thường là phải di theo đường chéo rích rắc, đi đi lại lại nhiều lần chồng vào nhau thì nó mới kín, đúng không? Thì bây giờ cái hiệu ứng này nó đang mô phỏng cái thao tác là di cái bút rích rắc như thế để mà tô kín một diện tích. Thế thì ở đây chúng ta có rất nhiều con trượt. Đầu tiên là stroke width. Khi tôi kéo cái này tăng lên thì cái nét của cái stroke này nó sẽ được tăng dày lên. Còn nếu mà tôi giảm đi thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nét này nó sẽ mảnh đi. Thứ nữa là cái phần con trượt Cubinet này thì nó sẽ làm cái gì đây ạ? Gia giảm. Đây có lẽ là tôi cần phải phóng lớn cái này lên một chút để cho các bạn quan sát trực quan hơn nhé. Đây. Mảnh này, stroke width này, mảnh này. Đó. Bây giờ cái con trượt này khi tôi kéo này thì các bạn sẽ thấy là gì đây nhỉ? Vòng đi vòng lại, vòng đi vòng lại nhiều hay ít. Đấy. Đan vào nhau nhiều hay ít. Đây, dích rắc, nhưng còn nếu mà chúng ta tăng cái tham số này lên thì cái đường này nó sẽ vòng đi vòng lại, nó đan vào nhau rất là nhiều. Đây. Các bạn quan sát variation này tăng độ phức tạp của đường lên. Spacing là gì? Spacing là khoảng cách giữa các đường rích rắc. Nếu như mà bây giờ tôi tăng cái này lên, đây đây là tương đối gần này, các đường rích rắc đi tương đối gần, có những đoạn gần như là song song với nhau, nhưng nếu mà tôi tăng cái này lên thì giãn cách giữa các đường này nó sẽ rất là lớn. Đấy. Variation này ở trường này tác động rất là nhiều. Thế thì bây giờ với cái cách làm như thế này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có thể tạo ra được rất nhiều các cái sự thay đổi cho hình của chúng ta. Đây, thay vì là một cái hình chữ nhật thông thường, đúng không? Đây chúng ta so sánh thử nhé, bằng cách là gì đây ạ? Nhấn Alt kéo cổ của thằng này sang đây. Bây giờ tôi vào phần appearance này và tôi bỏ cái chế độ scribble này đi. Thì đây, các bạn quan sát xem, đây là hình gốc. Và đây là kết quả khi mà chúng ta áp dụng cái scribble. Đấy. Nó gần như là biến chuyển theo một cái dạng vẽ phác thảo hay là tô vẽ một cách tự nhiên. Và cái này nó sẽ đem lại một cái hiệu quả thị giác rất là đặc biệt.
Này, các bạn quan sát rất giống như là cầm bút vẽ, đang tô tô vẽ vẽ. Áp dụng cho text cũng được, áp dụng cho hình vector chúng ta vẽ ra cũng được. Ảnh thì có được không, theo bạn ảnh được không? Ảnh liệu có được không nhỉ? Chúng ta nhập thử cái ảnh vào nhé, xem mà áp dụng vào đây thì nó có ra được cái gì không nhé. Đây, chúng ta lấy thử một cái bức ảnh. Effect Stylist Scribble. Không có tác dụng. Không phải là cái nào cũng chạy ra được tác dụng. Có cái ra, có cái không. Trong trường hợp này cụ thể là không chạy được. À, hoặc là có chạy nhưng mà không tạo được một cái hiệu quả cụ thể nào cả. Thế thì như vậy là chúng ta vừa mới giới thiệu nhanh thêm những cái hiệu ứng còn lại ở trong nhóm Stylist. Chúng ta cũng có thể là xem luôn thêm một số cái nhỏ nhỏ đằng sau này, ví dụ như là chúng ta có một cái SVG filter này. Thì cái này thì hầu như chúng ta không có can thiệp được mấy. Đây các bạn quan sát luôn cái này. Có một đối tượng này, effect này, chọn này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một loạt các cái danh sách ở đây. Đấy, chúng ta thấy là có alpha 1, alpha 4 này, bevel shutdown này, cool breezer này, vân vân. Có rất là nhiều các cái nằm trong danh sách này. Chọn cái nào thì các bạn cứ bấm chọn một cái. Kết quả nó sẽ thể hiện luôn ở đây. Chúng ta chỉ có nhận được kết quả thôi, chứ chúng ta không có bất cứ một phương pháp nào để can thiệp vào đây cả. Bây giờ chúng ta xem lại cái phương pháp mà hôm trước chúng ta đã làm, đó là bấm vào Appearance, xem là nó gán vào đây. Khi mà chúng ta bấm vào thì nó cho chúng ta cái gì. Trong trường hợp này nó không cho phép chúng ta can thiệp, mà chỉ cho phép chúng ta là gì đấy ạ, chọn lại một cái hiệu ứng khác ở trong cái nhóm nó thôi. Ví dụ thay vì sử dụng alpha 1 này, tôi chuyển sang alpha 4 chẳng hạn, preview, thì đây kết quả sẽ đạt được thế này. Chuyển sang cái khác, đó, thì đây nó sẽ thể hiện như thế này. Đấy, và cứ mỗi một lần chúng ta chọn, cứ để preview, nó sẽ cho chúng ta xem luôn là cái hiệu ứng khi đổi sang một cái nhóm khác thì nó như thế nào. Ở đây chỉ có dùng và không dùng, thấy không? Dùng cái này hoặc dùng cái kia. Còn từng cái cụ thể một, chúng ta không có cách nào để chúng ta can thiệp vào đấy hết. Sau khi mà thay đổi, chấp nhận thay đổi, nhấp OK, cập nhật. Và tất nhiên không thích nữa thì các bạn túm, kéo, thả nó vào thùng rác là xong. Cái này thì dùng cho vector là như vậy. Thế còn dùng cho gì đây ạ? Dùng cho ảnh có dùng được không? Đây chúng ta xem luôn. Dùng cho ảnh, dùng được. Trong trường hợp này thì các bạn thấy là mặc dù nó nằm ở trên nhóm rồi đấy ạ, nó nằm ở trên nhóm Illustrator Effect, nhưng nó vẫn có tác dụng đối với cái ảnh. Như vậy là chúng ta thấy không phải cái nào cũng chạy được, và cũng không phải là cái nào cũng không chạy được. Tùy từng trường hợp. Những cái trường hợp nào đấy các bạn muốn khẳng định là có dùng được hay không thì các bạn cần phải thử nghiệm một cách cụ thể. Nói là nó không chạy được thì không phải. Khẳng định luôn là cái nào cũng chạy hết. Chỉ có điều chạy nó có ra được hiệu quả thực tế ở trên đối tượng hay không thì lại là cái vấn đề mà chúng ta cần phải kiểm chứng. Thì như vậy là đối với ảnh là cái bộ lọc, nhóm bộ lọc này là có chạy. Đó. Bây giờ chúng ta lại kiểm tra lại thêm một tí tẹo là cái thằng này nó có dành cho chữ hay không. Effect. Đây, có. Đó.
cái này trông rất giống như là một cái chất liệu gì đó giống như là nước đúng không? Đây, tôi đổi lại một cái màu khác. Đây, giống như là một cái mặt nước đang rung rinh gợn. Tất nhiên còn có rất nhiều các hiệu ứng khác nữa ở trong nhóm. Các bạn muốn dùng cái nào thì các bạn bấm chọn vào cái đó. Thế thực ra thì cái phần hiệu ứng, cái effect này thì nó cũng tương tự như là cái cách dùng filter ở trong Photoshop thôi. Cách dùng thì rất là dễ, cứ chọn bấm là nó ra hoặc không ra. Đấy, nếu như mà nó có những cái nào mà nó không áp dụng được thì nó vẫn không thông. Ở đây vẫn cần phải phân biệt, nếu mà những cái trường hợp mà không được là bao giờ nó cũng có một cái thông báo rất là cụ thể là cái này không dùng được vì lý do gì ABC. Đấy, ví dụ như là chúng ta chạy một cái action ở trong Photoshop chẳng hạn mà thiếu cái điều kiện đầu tiên, bao giờ nó cũng nhắc nhở là phải cái nọ phải cái kia đó. Thế nhưng mà những hoặc là trong các lệnh cắt hàn chẳng hạn mà chúng ta đã làm việc ở trong cái nhóm Pathfinder chẳng hạn, khi mà một cái to hơn mà cắt một cái bé hơn mà lại lọt lòng đấy, hoặc là lệnh mà phát sinh ra một cái đối tượng mới ở cái phần giao nhau mà lại không có giao nhau thì bao giờ nó cũng nói rất rõ rằng là cái lệnh này không thực hiện được. Đấy, nhưng mà filter thì các bạn thấy là nó không hề có một cái nhắc nhở nào cả, chỉ có điều là nó có cho ra hiệu quả thị giác mà chúng ta cần hay không thôi. Đấy. Thì những cái phần này thì tương đối là đơn giản, các bạn có thể là tự tay mình thử nghiệm, chọn một đối tượng gán thử hiệu ứng xem nó chạy nó ra kết quả hay không. Thì đấy là cái phần mà không cần phải hướng dẫn nhiều, tại vì làm kiểu gì rồi nó cũng ra. Tuy nhiên là bây giờ sau khi mà giới thiệu nhanh về cái nhóm stylist này thì và một vài cái SVG filter này thì các bạn thử nghiệm một chút, sau đó thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang cái nhóm và 3D. Đây mới là cái nội dung gọi là đinh của cái buổi học ngày hôm nay.